Rồi bảy có biết cái vụ mà thằng bé Thiên nó dùng bàn cầu cơ không? Tôi biết đâu, tôi chỉ nghe lại la làng la lửa cho nó cầu làm sao không biết, thằng kia nó lên cho thằng kia nó cắn cái tay vậy nè. Trời ơi. Nó không biết cái gì mà lên cho nó cắn cái tay nhỏ chạy xuống sông luôn, lấy lặn xuống sông loại gì không á. Bà Bảy cho con hỏi nè, chị Hai là làm thầy đúng không bà? Làm thầy, nó làm thầy, nó đi lên trên núi á. Đi trên núi cắm chảnh này. Đi mình con... đi. Thôi. Ai mới nhìn trong này nè, sao không vô? Đi đi đi. Ôi. Từ từ trời ơi ta. Quăng cái điện thoại luôn. Quăng điện thoại. Vậy? Không quăng cái điện thoại cho nó. Dạ, Vũ xin kính chào quý vị và chú anh chị. Chào mừng quý vị và chú anh chị đã quay trở lại video tiếp theo của Vũ. Thì hiện tại Vũ đang có mặt ở nhà bé Thiên cả nhà. Cậu bé 10 tuổi dùng bàn cầu cơ để giao tiếp với ma. Hôm nay Vũ quay trở lại đây là để nói chuyện với chị Hai, sẵn là tìm hiểu thêm về cái việc mà bé Thiên giấu những gì cả nhà. Tại vì Vũ biết được qua chị Tư là chị Hai là có nghề thầy nữa, thầy làm bùa gì đó. Hồi đợt Vũ có nghe là bùa lỗ ban cả nhà, nhưng mà không biết là sự thật là như thế nào. Thì bây giờ Vũ quay trở lại đây để hỏi về bé Thiên kỹ hơn những gì bé giấu, và cũng như là cái việc mà chị Hai làm bùa đó tại sao không giúp con của mình như vậy, lại để con mình như vậy đó cả nhà. Thì thôi, bây giờ Vũ mời cả nhà mình đồng hành cùng Vũ trong video ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về cái vụ việc mà bé Thiên dùng bàn cầu cơ để nói chuyện với ma, với lại việc mà mẹ của bé Thiên làm thầy mà không có giúp cho con của mình, làm rõ hơn cái sự việc này đó cả nhà. Dạ, cũng mời cái nhà đồng hành của Vũ trong video ngày hôm nay ạ. Dạ, chào Bảy. Chào các con à. Dạ. Bảy, bữa nay ở nhà có mình hả Bảy? Có mình à, với thằng nhỏ mẹ đi thành phố rồi, vừa ở để lại cho nó lên đây nằm ngủ. Ủa, bé bé Thiên hả bà? Họ Thiên đó. Không, tưởng là cái bé bữa. Có Phúc, không phải. Không phải Phúc. Thiên, má đây thành phố trị bệnh rồi. Dạ. Cái táo nó rồi, nó lên đây nó ngủ. Này con tính vô kiếm chị Hai mà chị Hai đi thành phố mất tiêu rồi. Đi rồi, đi hôm qua, đi chuyện qua. Dạ, đi chuyện qua hả vậy? Ok. Tại vì nó cháu nó bệnh mới sanh có hai mấy ngày à, nó bệnh cái bụng nó cứng, người ta có chữa vậy đó. Rồi người ta chuyển lên trển. Nhỏ nó thơ chuyển lên. Con gửi cái mic vô cái bà Bảy. Bảy. Con gửi. Dạ. Mà hình như là bà Bảy là mẹ của chị Hai luôn đúng không chị Bảy? Mẹ nhỏ thứ hai, còn nhỏ này thứ tư. Dạ, vậy cũng được. Để tụi con trò chuyện với bà Bảy đi. Tại vì tụi con tới cũng kiếm bé Thiên với lại chị Hai để với cái việc mà cô bé hồi đợt các bà. Cái vụ việc mà bé dùng cái bàn cầu cơ này nọ á. Đó. Nó ngủ đó, nó lên đây nó ngủ từ sớm giờ đó. Bà Bảy có biết cái vụ mà thằng bé Thiên nó dùng bàn cầu cơ không? Tôi biết đâu, tôi chỉ nghe lại la làng la lửa cho nó cầu làm sao không biết, thằng kia nó lên cho thằng kia nó cắn cái tay vậy nè. Trời ơi. Nó không biết cái gì mà lên cho nó cắn cái tay nhỏ chạy xuống sông luôn, lấy lặn xuống sông loại gì không á. Ủa, như vậy là bé Thiên không phải là dùng bàn cầu cơ để chơi một mình mà có nhiều người nữa bà? Hai đứa. Cầu cơ rất la rất là hậu qua kia tới lại cầu cơ nó la làng la lửa nè. Trời ơi, là mới đây cũng có nữa hả? Ừ, cầu hoài à. Hai đứa, ba đứa, hai đứa cầu rồi mình lên, nó đâu có dám cho nó cầu. Cắn tay nè, cắn tay nó ấy chừng. Làm bữa cả nhà là bé Thiên nói là bé Thiên ra ngoài nghĩa trang để cầu cơ một mình, nhưng mà một mình lên đó nó cầu nữa. Là vẫn có luôn hả bà? Có. Nó mua cái gì đó. Nó đi mua. Như vậy là không phải là bé Thiên hoàn toàn nói sai, nó dối tụi anh em tụi mình. Không có đâu. Mà bé Thiên vẫn cầu một mình. Có, nó cầu. Giờ mới phát bên hiện đó, bên đó nó qua bên đó đó. Dạ, giờ mới phát hiện là thêm cái vụ mà có thêm người nữa. Ủa, cái người mà đi chung với bé Thiên là lớn không bà? Thằng đó có bà Cao à. Trời ơi. Cao mít không hả? Là bạn học của bé Thiên hay bạn sao? Học đó, bạn học chung với nó đó. Vậy là hai thằng chơi chung. Rồi sau này la quá trời la rồi ở nhà cậu ơn. Bữa đó cậu ơn bên đó la làng la lửa. Cậu bên đó thì nó chăn chỗ hai nhỏ bà Bảy nói đó. Dạ. Gần đó ra sát bên đó nó viện nó nhập làm sao? Không cho. Rồi có lần nào mà bị nhập mà cắn bé Thiên như bà? Hôm ngày cũng hơi lâu lâu, cắn, thằng nhỏ cắn, có 10 bữa rồi cắn cái tay như nè.
Thì cái đó là lâu rồi ha. Lâu rồi mấy ngày. Rồi ngày qua kia ra cầu nữa là mà mới cầu sao đó. La làng la lửa nó cũng trốn đi đẳng dậy trời đẳng chân. Rồi cái lúc đó là gia đình mình chỉ có la bé thôi hả bà? La không cho, sợ lắm. Sợ nó nhập bất tử rồi con khỉ con này con kia nhập ma quỷ nhập bất tử làm sao má nó la dữ lắm luôn. Dạ. Rồi cái bàn cầu cơ đó của mình nhà mình có đem đốt không? Nó giấu tiêu nó có cho thấy. Vậy là cái giờ này là nó nói đốt rồi nhưng mà chưa đâu, còn giấu đấy. Không có ai thấy cho nó giấu nó tiêu rồi mà nó đòi cầu cơ hoài luôn. Vẫn còn. Mua đấy. Ở đâu á, gửi mua ở đâu Hùng lại mua đó. Bé nó nói là mẹ thấy đốt rồi. Đúng rồi. Chỉ là nó nói giúp mình. Nó nói vậy đó nặng mà cho mẹ nó nghe. Những thứ mà bé Thiên nói cái nhà là có giấu rất là nhiều nhưng mà cũng có rất là nhiều cái bé Thiên nói thật. Nó giấu má nó sợ mẹ nó la. Và giấu rất nhiều thứ. Ừ. Bà Bảy cho con hỏi nè, chị Hai là làm thầy đúng không bà? Làm thầy, nó làm thầy, nó đi lên trên núi á, yeah. Đi trên núi cắm chảnh rồi lên ông thầy tên gì, ông thầy gì quên rồi chàng. Cái ông đó mà câu tới đây bùm sùm đó. Dạ, yeah. Yeah, yeah, biết ông thầy có gâu được rồi. Ừ, ông thầy có gâu đó rồi lên chảnh cái cúng lại cái sao mà mấy bà ta về xác đi. Về hai người về xác cho nó rồi cái ta làm cái gì, ấn đầu cho nó luôn. Ấn mà người ta ấn du dơ, ấn ngủ mà thấy cho ấn nó luôn nữa đó. Ấn du dơ à? Ăn vô lại cho trên chảnh đưa xuống cho nó. Cũng như con này ở trên cô liền ăn xuống đem lại cho nó vậy đó. Rồi cũng như tên mấy ổng mấy bả vậy đó. Là cho chị Hai á. Ừ. Rồi sau này mới lên chảnh ông kia ông cho cái ăn sắt. Dạ. Rồi cái việc mà bé Thiên đó bà, hôm bữa thì con có trò chuyện là bé có gặp một bé gái nữa là hay đi chơi chung với ma, là thấy ma đó bà. Kìa. Là đi có đúng không? Có kìa, nó đi dẫn con ngón gái gặp nó kìa. Tại vì có rất nhiều cô chú anh chị là kêu bé đi thầy đi. Rồi kiếm cách chữa trị cho bé. Nhưng mà sẵn tiện ở đây là chị Hai cũng làm thầy. Con thắc mắc từ lúc mà nãy giờ luôn đó bà Hai. Ừ. Là bé Thiên có được mẹ của bé giải hay cái gì chưa bà? Cũng nói giấu dữ lắm luôn. À là giấu đúng không? Ừ, mấy chị nó bàn tính mẹ nó đi cái này về rồi với đem nhỏ cháu nó về đó nặng tôm mùa đó rồi làm cho nó luôn đó. À là đợt này là chị đi thành phố về rồi sẽ làm luôn đúng không ạ? Ừ, thành phố về làm luôn cho nó luôn, chứ để làm gì hoài sao được. Buông ra đi cầu cơ hoài luôn nhỉ. Trời ơi, cả nhà. Cô sợ. Thì tại sao lại để lâu cái gì mà? Nó giấu mẹ nó đâu cho mẹ nó hay. Giấu. Chỉ có lúc mà khi tụi con tới trước đó là mới nó mới khai ra đó. Mới biết đúng không? Ừ, mới biết, nó giấu dữ lắm luôn. Chúm nhà mà Hùng đi mua ở đâu, lọc quới ở đâu á. Trời. Không ấy hay một người nữa, cầu cơ hoài. Cái thấy mấy thằng nó tối lợi kêu anh ngày qua, chịu qua vậy nè, sụp cho đất đẳng nào mới có không nè. Ủa vậy là cái này nó thành cái bệnh viện luôn hả? Ghê không chết luôn mà sợ nó la lửa. Mà cầu vậy là hai bé này với thêm một bé trai đúng không? Nó nói cầu đâu đẳng không có hay. Mà nó cái gì lên cho thằng kia cắn cái tay nó vậy nè. Đâu có hay đâu, mới khai ngày hôm qua nè. Hay là có khi nào là không những là hai người không? Nó nghĩ vô, có thể đông hơn á. Chắc thì, đông lắm đó mới vậy đó. Thì bé Thiên cũng giấu. Nó giấu đó, đâu dám. Nói chung là anh nghĩ là bé kia bị nhập á. Ừ. Nghĩa là cầu bé kia bé nhập cắn bé này. Ừ, bé kia cắn bé này. À. Rồi thấy cái dấu tay đó là gia đình mình hỏi, rồi bé mới nói ra. Nó giấu dữ lắm, nó mới khai với bà Bảy ngày hôm qua kia vậy nè. Trời ơi. Nó giấu không cho ai hay người nào hết trơn á. Đi cầu hoài. Vậy là cái vụ việc mà mẹ bé nói là mẹ của bé biết. Xong biết lắm rồi nó mới khai ra biết. Cái bàn cầu cơ là nhà không biết luôn cả nhà. Không biết nó ra sao không biết nữa. Trời. Có hay có biết vụ cầu cơ cầu gì đâu thì nói. Nó mà đi dẳng nó đi cái nhà ngay trang chỗ cái nhà hai cái nhà trống đẳng mà cho mấy cây cọng hen. Dạ. Mà cặp nhỏ con gái đó hoài. Là cái ngôi nhà mà ở khúc trên này đúng không bà? Nhà ở trên này nè. Đi lên xíu là bên tay trái đúng không? Ừ, tay trái mà hai cái nhà không có người ở. À, là cái ngôi nhà mà hồi đợt Vũ với anh em có quay cho cả nhà mình xem á là lúc mà bé Thiên dắt đi là bé Thiên có chỉ vô ngôi nhà đó cả nhà. Ờ, chỗ đó nó coi đó. Nó là đó, nó thấy nhỏ gái chạy đó, nó nói ngoại ơi. À, nhỏ gái mà bà ngoại thấy đi với thằng trai chạy tút đẳng nở đẳng rồi. Tại vì cưa cây bự rồi đó. Dạ. Cưa cái bạch đằng chỗ đó đó. Rồi chạy tút đẳng nở rồi ngoại ơi, con thấy nó chạy nó câu cá mà nó chạy muốn gần chết luôn. Nó đi không? Nãy giờ là những câu chuyện của bé kể là đều là thật. Điều là thật. Nhưng điều mà bé là giấu rất là nhiều. Đúng rồi, những chi tiết quan trọng thì bé giấu bớt à. Nó giấu là nó giấu vụ cầu cơ, nó mua cầu cơ ở đâu mà không biết cái đó ra làm sao nữa mà nó cầu. Dạ. Qua đồng thấy cái đó nó giấu ở đâu á, để đâu rằng đẳng á. Trời. Không ai thấy một người luôn nữa.
rồi nó mới khai, nó mới khai không gài hôm qua kia vậy đó. Ngoại con in ngày hôm qua hả? À con đi cầu cầu cơ với thằng Hoàng á, nó cái gì nhập nó cắn con cái tay muốn chích ra luôn vậy. Rồi nó chạy xuống sông, nó sợ quá sợ, cái nó xuống sông nó tha đất mình mấy tùm lum chân, đừng cho chụp nó đang dính á. Dạ. Chạy lội sông về không đó, mà đâu có biết thấy lội sông mà gì ở nghẹp chân, đâu biết đâu. Tại con cũng thắc mắc là tại sao mà trong nhà có người làm thầy mà không có chữa, không có hay, nó có cho hay. Đó thì cả nhà cũng biết rồi đó, là do là bé không có cho ai biết hết trơn. Không có ai biết một từ luôn. Giấu quá gì giấu luôn. Dâu nó thấy nó cũng giấu, giờ cũng hình giấu à. Thế thậm chí mà mấy anh em tới quay là bé cũng chỉ kể một phần nhỏ thôi cả nhà. Lòi ra thì bây giờ quá trời luôn anh chị. Nó giấu hơn vậy, nó có hay ho gì đâu. Má nè, mẹ nó đi, mẹ nó dặn ở nhà nha, ngủ lên nhà ngoại ngủ nha. Mình nên đó, mà kêu lên đây không ngủ, mà ngày kêu lên đây ngủ mới ngủ đó. Còn đêm nói ba, mẹ, ba nó đi thiệt đó, kêu bảy xuống ngủ đó, nó nói thôi mình nên con ngủ ơn con hà. Dạ. Ngoại về trễn đi con ngủ đi. Rồi hỏi nó hỏi chị hai nó hỏi chứ Hảo Thiên sao mày bà ngoại xuống ngủ thì không cho em ngủ với bà, có bà Dương Nữ em đâu có sợ. Bà gì vậy? Bà Dương Nữ. Bà Dương Nữ là về xác mẹ nó đó. Nói vậy em ngủ em đâu có sợ, có bà Dương Nữ em đâu có sợ đâu. Bà Bảy cho con hỏi cái này nè, cái thời gian mà bé đi cầu cơ vậy á là lúc đó là buổi sáng buổi tối vậy bà? Cái thời gian mà bé đi cầu cơ là buổi sáng hay buổi tối bà có biết không? Không biết luôn. Không biết luôn. Nó giấu. Lúc bé nói bé cái nói là bé bị như vậy á là bà có hỏi không? Có nói bà ngoại con đi cầu cơ với thằng Hoàng, cái không biết ai về cho thằng Hoàng nó cắn vô tay con vậy nè. Cái con lội xuống sông con lấy đề xịn non con thả trơn mình mấy con vậy nè. Con lội về không? Mà không hỏi cầu tối ha, cầu trưa chứ chắc tối quá. Là cái đó là bà không biết rồi, sáng hay tối đúng không? Ừ, không biết sáng tối không biết, chứ còn về nó học mới học đây mấy hôm nay qua kia vậy nè. Còn cái câu chuyện mới đây là chuyến rồi bé Thiên có kể con nghe là ban đêm ngủ mà buổi sáng gặp khoảng 4-5 giờ sáng á là gặp một cái người con gái đứng trước mùng. Là cái câu chuyện đó bà Bảy có biết không? Ba người nữa chứ đừng nói một. Ê trời ơi. À là ba người luôn hả bà? Ừ, một người bự, hai người nhỏ nhỏ vậy nè. Có khi 5-6 đứa nó ngủ tết nó về nè, đương không chuông mỏ có bon nó nào nó lết không. Vậy là cái hiện tượng đó là không phải là mình bé Thiên thấy mà ở đây xuất hiện rất là nhiều. Chị hai nó cũng thấy, chị ba nó cũng thấy, anh rể cũng nằm chơi đứa nào cũng thấy chân luôn. Trời ơi. Chị sáu chị bảy nó thấy chân luôn. Là mấy cái đó là đứng ở đâu bà? Thấy đứng ở đâu? Vô nhà, đứng vô nhà đi cũng như cái mùng văn vậy, cái nhà sàn nó lòn gợn hơi xe mắt lắc xỏ chuông bon. Có cái trường hợp nào mà leo lên trên cái giường ngủ đứng nhìn luôn không bà? Không, đi lên này mình nằm vậy nè, nó lại đứng nhìn rồi đi ra hả? Dạ, bé Thiên bữa mới nói là có leo lên giường nhìn bé Thiên luôn á. Nó đâu có nói gì đâu. Đây là giường, đứng vậy nè. Dạ. Như con nằm vậy nè, lỡ đứng sát bên vậy nè. Bé Thiên bữa kể tụi con là có cái trường hợp là leo lên giường nhìn bé Thiên luôn. Nó sợ muốn chết luôn. Đúng rồi. Cái hôm trước đó là tầm mấy giờ sáng anh Tài? Khoảng 3-4 giờ sáng. Ờ, tặng thấy 3-4 giờ sáng không à. Chị nó cũng thấy 3-4 giờ sáng nữa đó. Dùm thấy ghê lắm à con ơi. Vậy biết. Giờ đó là giờ âm lên hay sao con? Em cũng làm về cái chuyện sao kỳ không biết nữa. 3-4 giờ sáng như là 5 giờ là hết đúng không? 5 giờ là dữ, 5 giờ hết dữ à. 4 giờ rưỡi là 5 giờ cũng còn 4 giờ rưỡi tôi đi ra nè. Bữa đây đi ra qua nhà ba nó bệnh ở bên cái am bển là nó uống nước trà. Mới vừa mở cửa ra quấn trong đó rồi đi ra là có người mặc áo trắng đi vô. Mẹ ăn phút nói mẹ đi ra là có người mặc áo trắng đi vô khoét ngang vô. Kỳ khó quá. Vậy là bà Bảy không gặp, bà mẹ của bé Thiên gặp. Mẹ con Phúc á. Mẹ Phúc gặp bà. À, chị Tư á. Không, ngần nhá này thứ sáu nhỏ nó ngủ đây, hai mẹ con ngủ đây nè. Rồi Bảy mới chung ra đi uống nước trà. Rồi nó thấy mẹ đi ra là có người mặt trắng phớt ngang vô liền. Đi gần đây có cái am một lần, ông Tế Hoàng cái am ở đây nè. Bấm ngay chặn chỗ cái cột đó đó, cột điện đó đó. Cái am ông tắt cái đó. Bây giờ đâu rồi bà Bảy? Rồi ông bán cho người ta dở rồi. Giờ ông bán cho ai với kinh đó mới ta dỡ bỏ rồi. Vậy là không phải mình để Thiên ví dụ có đó. Nó nói là cái áo trắng nó có khoác ba người luôn, nó được nói một rất nhiều hiện tượng đó xảy ra ở đây rất là nhiều cả nha. Ghê ở đây thấy ghê quá à. Ở dưới quỹ ban ấy ta đâu có mà lần bảy với quỹ ban ấy đâu có. Về đây thấy đủ hết trơn luôn, đủ thứ hết trơn luôn, mà không có sợ đâu. Tôi ngược chạy thấy bà nội chứ chân cũng được nó. Bà Bảy ngược luôn hả Bảy? Ngược. Dùng con đi ngược nấy dòng chỏ trà tôi cũng không biết bao nhiêu mà nói. Ôi ơi. Có sạch. Rồi đây bây giờ có
có cái gì mà súng bắn ha, miên nó gượt thì tôi còn hơi sợ, sợ đạn ha. Còn hôm mà quỷ ma đựng hồng tôi sợ mất công lắm, gượt tối đa luôn, không có sợ đâu. Thì sao nãy kêu sợ? Ở đây này ghê mà. Hả? Nãy mới kêu ở chỗ này ghê mà. Thì anh em ta chỉnh ghê luôn cái chỗ này vậy đó. À. Sợ. Bà ghê. Sợ thôi, bà bảy là bà bảy gượt luôn. Bà bảy gượt luôn đúng không? Sợ dữ lắm, sao tôi gượt. Mày mày khi nào không có bà bảy hỏi chi tư, bánh coi bà sách sao tôi sách chỗ tôi gượt. Bởi bữa đó thằng nó nói ra nó buồn gà gượt quýnh nó đó. Dạ. Yeah. Đúng rồi, bà chị Tư có nói. Hôm bữa em vô nói chuyện chị Tư có nói là bà bảy hay cứ mà nghe có cái thứ gì đó trong bên nhà là cầm cái chổi chạy qua bển quánh quánh dùng cái cây me, cái me xe tôi quánh nó gên đó, tôi quánh bạch bạch trên cái me đó cưa bỏ luôn mà quánh cái me lên không nổi luôn mà. Trời ơi, quánh cái me lên không nổi luôn hả? Cái me cao lắm luôn. Dạ. Bằng cụm giò nè, gên nó cưa bỏ rồi lên ba cao rồi à. Quánh sụp sụp hoài xuống tại vì nó gên hoài. Dạ. Nó gên hoài à. Phải quánh cái me lùng luôn. Me sắp bây giờ có ba cao vẫn tin con vẫn có kìa. Quýnh cây me mà lớn nổi luôn. Góc đầu lớn nổi. Ừ. Ngày đêm gì đóng gơn thôi bà bảy. Đây giờ chơi. Phúc hả? Phúc. Đúng rồi, Phúc anh. Giờ đi gơn. Bữa đó mẹ này này ngồi với chị Tiền Bảnh ngồi ở đừng làm một cột. Làm sao đâu bà. Rồi cái ba bắt đầu nó ngồi đi dựa ngay cái lưng ngay đăng chân cho cái me mà cái me ngoài đó này đó. Nó gơn hi vậy. Cái ông Tiện ăn Cương nó hỏi cái gì chị? Kim Cương ăn Tiện nó có gì đâu mà nó gên. Mà ngại nó cũng nhắn gên, nó muốn nhắc mình nhắc hả? Dạ. Yeah. Hôm nay tụi con tới là để nói về cái việc mà bé Thiên cho chị Hai nghe. Tại vì con khi mà hôm đó con cũng có nghe là chị Tư nói là chị Hai làm bùa. Ừ. Đó nên con tính tới hỏi là tại bùa sao vậy? Nít. Dạ. Bùa nuôi nít hả? Ờ là bùa nuôi nít. Bùa nuôi nít là sao bà? Đâu rồi sao bùa không biết nè Hạnh Phúc. Ừ, con chị tư, cháu nội chị Tư có đeo cho bùa giò trong giò đó năm sắc màu đó à, là không chỉ đó là để cho con nít đeo ấy. Ừ, cái bùa đó làm được cái gì bà? À, năm cổng chỉ màu. Ừ. Rồi mình sắc con nít thì con gái thì 9 gút, con trai thì 7 gút. Tác dụng của nó ra sao à? Cho nó đeo cho nó cũng như con lợi, thí dụ con là con phá là đâu có dám. À, là ngăn ngừa mấy cái ngăn ngừa mấy cái đó đó. Tôi sợ trời, ở đây nó nhiều cái bả nó mấy tao sợ quá. Ồ sợ tôi cũng sợ đâu, nội tôi gượt chắc bà cố nội hết trơn. Có sợ đâu. Bây giờ còn được không? Gượt hoài ha, thấy là gượt đó. Trời ơi, mắt có thấy đường đâu mà được cái té sao không? Té hoài à. Trời ơi. Cái dắp nó gần thì bên đó tôi lấy cái chổi ra dắp. Có khi mình gượt quánh vài cái dắp lăn cù ngồi dữ nữa. Quánh nữa hả? Quánh. Có sợ đâu. Trời ơi, mắt mờ mà còn vậy đó cả nhà. Mặt mờ đi cái gì dắp cọng cỏ cũng té nữa mà lồm cồm rồi vậy bắt đầu gượt quýnh nữa quýnh trên chừng nào mà tới đâu tới đi. Dạ. Vậy là binh khí trong nhà vậy là chổi nhiều ha. Cái chổi đó viết kìa chổi búa rồi cái cưa gì tùm lum. À, dạ. Rồi mà cái chổi bà bảy cái chổi bên đó ăn cây kìa trong. Dạ. Nhà này hai cây kìa. Dạ. Bà bảy ơi, bộ con ma nó sợ cái chổi thôi. Trời lắm luôn. Thì chỗ lắm rồi. Ừ, có nhận tiền nha, tao nói nó bước vô nó giận ốc quần áo thì nó phơi để trong nhà quần áo nó nhiều để hàng lớp vậy nè. Rồi tủ phên của nó văng vậy nè, ba cái tủ nít đó. Dạ. Yeah. Bước vô nó sợ giận ốc nó kêu qua tao quánh tàn phạt ơi quánh bởi vì bộ hổm nó nói quánh nó hoài đó, quánh đầu cổ nó hoài đó. Bảy ơi, cái cây me đó nó còn gên nữa không? Còn khóc nữa không? Còn mới bữa trước bữa sau thì con vô đó. Rồi bữa trước bữa sau là anh em mình vô hả? Ừ. Ghê vậy bảy. Ban ngày có không bảy? Thì ban ngày ăn kim cương ngồi không biết cả này ha, sớm hơn vậy đó không biết nữa. Là ban ngày cũng có thôi bảy. Có. Trời ơi. Nó lên. Còn ngồi bữa hổm nó nhắc là bảy vô chung vô tao bắt gà rồi đó. Nó làm bà cố nội người làm đi ha. Tao bắt gà tao thảy vô bao hết trơn rồi sợ mấy thằng nó đi nó phá đó. Dạ. Rồi cái bắt gà vô bao đem về nhà, cột đàng hoàng ra tính mày mà chẳng giản rồi. Dòng cây kiểu tôi quýnh trên, quýnh trong nhà ta lả âm binh hết trơn, hết dám luôn. Ừ. Rồi bắt đầu tôi cái bóng đèn nó giãn đó. Tôi gọi ra tôi lòn lên kia ra tôi quất banh chành cái me hết trơn. Vừa cầm máy giãn mà vừa quýnh ma luôn. Ừ. Quá dữ luôn vậy ơi. Quánh, không có sợ, tôi trừ ra tao giống gì sợ miên đó bắn mình thì thôi chứ đạn vừa tao không có sợ đâu.
ma quỷ không có sợ, sợ cục đạm dính mình thôi kìa. À, sợ kêu đồng ha. Không sợ đâu, sợ xài tạng thôi, chứ còn ma quỷ tôi nói cho mày hiện hình luôn, tôi cũng không quýnh nữa. Mà sao bà Bảy cho con hỏi này nè, con thắc mắc từ nhãi giờ luôn á. Không, từ bữa giờ đến bữa nãy giờ nữa, là cái chỗ mình làm bằng cái gì mà má nó sợ ta? Cái chỗ trà đây nè, rất cho mày coi. Nó sợ dữ lắm luôn. Dữ lắm luôn hả? Nó sợ cái chỗ mình dữ lắm luôn. Sao kỳ vậy ta? Nè, sao thường người để không mà thấy không? À dạ, cái này nó làm bằng cái gì ta? Tự biết không? Cái tàu dừa trái mình ăn á. À, lấy dừa đó hả? Ừ. Thường là con nhớ là mọi người nói là cái gì ta, ma nó sợ là cái cây gì ta, cây tầm ăn, ngoài vô tầm ăn. Cái kìa, vòng lên hết trơn kìa. Ờ, à, rồi sao bà không lấy cái vô tầm ăn mà cầm cái chổi vậy? Nó có sợ cho ăn bằng cái chổi này đâu. Tự ơn. Thôi bà cụ đó. À, làm như cái đợt đó là bà Bảy dùng cây tầm ăn rồi nó không sợ. Ừ, không sợ. Nên mà Bảy cầm cái chổi bự vậy. Ừ, đó tôi dựng đây là hàng ngày luôn á. Không, cái lúc mà bà Bảy đánh sao bà Bảy cầm cái chổi ấy cho con xem cái được không? Nó mà chỗ nào con lợi ha. Dạ. Mình vô đây mới được, ngày nãy nè mình làm không được đâu. Nó kêu tôi đúng vậy nè. À, là quýnh mình quýnh. Búa nó dòng qua vậy nè, cái đưa ra sau lưng mình quýnh lợi vậy nè. Chứ nó chung lưng mình nó trốn. Tại sao mấy giống mấy người đóng phi đồng công á vậy? Quýnh vòng tròn luôn. Quýnh vòng tròn. Quýnh quay vòng tròn mà đây, nó, mình quýnh trước nó thành sau lưng. Giống chuẩn phép ha. Ừ. Là quýnh ma phải có cách quýnh ma mới được chứ không quýnh đơn giản là quýnh bình thường. Mình mà quýnh trước là nó chạy sau lưng mình á. Dạ. Nó trốn đó, chứ không phải nó chơi đâu. Rồi cái tay đâu vậy, quýnh lát đầu tay làm sao? Cái tay đâu vậy à? Đây nè. Ừ. Cái tay bị ấy lên cục. Con gọi thử trong này đâu có miếng gì đâu, nó xương ra ngoài chân đó. Đây nè. Ừ. Nè. Rồi cái nhà. Cái tay không ma số hả vậy? Ma số nè. Nó đó. Rồi đâu vậy, đang quơ cái tay nó bị cái gì nó nhức làm sao bà Bảy? Nhức, cũng nhức vậy, cũng quơ, cũng tối cô nằm nên nhức, bà uống thuốc đưa, kè một hộp thuốc ta cho kìa. Dạ, yeah. Có khi nào bà quơ vậy mà tay đâu quá buông chỗ ra ma dí ngược mình không? Không, không dám buông đâu. À, không dám buông ha. Quánh là quánh này chứ không buông. Ừ. Cỡ nào cỡ cũng không buông kia cái chỗ. Không buông nó đâu, buông nó mình sợ nó sao, quên. Ừ. Tôi quánh tôi gượt tối đa gượt tới đẳng luôn mà. Chứ con nghĩ là bà Bảy khi sợ là Bảy đang cầm quơ vậy đó. Rồi cái đầu tay quá nè. Rớt cái chổi. Ờ. Nè, không rớt đâu mình quên. Xong rồi ma nó dí, dí chạy ngược làm sao, cái đó không biết được. Trời nói ra, nói ngược hoài luôn. Cái đó nhà sàn, mà nhà cái này mấy ông... cái gì? Người ta làm đá, ta kêu bằng vậy nè. Công ty cắt đá ăn gian ta cho nhà này ha, cái mỗi lần còn nhà sàn. Khi mới có 3 giờ mấy mà dòm cái nhà sàn mà cái xiết từ vườn cao này dòm ra. Trời ơi, nó đi bằng áo giặt hòa xanh. Áo cũng như cũng lại mà nó áo xanh mà đâu trường ba cao vậy. Dạ. Bên đó đi dài qua mà cái hai tay đánh dậy không, à, đánh sai vậy không mà cái giò nó cũng đánh đi gần vậy đó. Cũng như là cái đầu nó cũng như ông Phật Thích Ca vậy đó. À. Rồi môi mỏ nó cũng đo tha gì nè trai. Son. Ừ, tha son với vẽ chân mày đàng hoàng, mặt mày trắng tư luôn tha. Trai mà sao tha vậy? Có đâu biết trai cái không biết nữa. Đi bên đây đi lò tuốt bển cái gì hết chàng. Dòm hoài không thấy trả lời, mở cửa ra không thấy ai chân á. Tại vì cái am bên đây nè, sát bên đây chỗ cái cột đó, cột điện đó. Cái mặt trắng hết luôn rồi. Trắng tha, trắng trơn, tha kem mấy gì mới trắng trơn, mà cái này đã đỏ, cái này đang thù lù, nó tha, đẹp lắm. Mặt là có da có thịt đâu như bình thường. Cũng no đủ mà, có bắp cao già. À, ủa, dím xíu vậy tội? Ừ, có bắp cao già. Ủa, nãy giờ tưởng bảy nó là cao lắm chứ mà sao dím xíu vậy? Nó có bắp cao già, nó đi nè. Lấy mai tí hòn. Thì tầm mét nữa cái nhà nó bằng áo xanh mà xanh dương ăn mà nó cũng áo da hò y gan thấy quế cục đầu vậy đó. Ồ, xanh dương áo da hò cái nút y gan cái nút mà bảy bằng áo lại cái nút cũng... À dạ dạ bình hồng ha bình hồng xéo vậy nè nút bằng vải nút cũng bằng vải đó dạ. Rồi cái mấy nhéo nhốt trời ơi ta thấy cái nhéo cái này nè nha mấy mày quay coi nha mấy nhéo cái này thấy sợ chỉ người mà nè chỉ người luôn mà mấy nhéo con nhỏ này nè. Này mẹ nhéo con hoài. Đâu có biết là nhỏ này nè. Ở nhà có nhỏ này thôi. Nhỏ này mẹ hằng phúc. Nhỏ này là hồi đó hai đứa này chưa có chồng. Nhéo nó muốn gần chết vậy nó. Mày mẹ nhéo con hoài. Nó sợ. Sợ nó kêu nó ra. Rồi nó mẹ nhéo con hoài. Trời ơi kêu cửa luôn. Nó lại cửa nha. Chó sủa. Mình dòm thấy nó làm gì nè. Tao xách cái búa ra, đứng ngay cái cửa cái mình đâu, rồi đó không phải cửa này, cửa yeah. Cửa bằng phá vòng đó. Dạ. Yeah. Đứng cái cửa, đứng nhà dắt cái cửa nha. Đợi chừng nào mà nó có đi lại nhà mình vô nhà, chứ cửa nhà mình nó hà mình hay gì đang mình chém.
để cái búa dưới cái đằng bên, cặp đằng bên cái mắt như này, cái đằng bên của thằng Tiên nó đưa đó, đằng này chém nó, mà sao nó đi nó tiêu nó không thấy nó. Rồi. Chém nó là tắt nó vô đây quá à. Dạ. Rồi kịp đằng pin vô nách đó buổi tối đó bà vậy. Khuya rồi. Kịp đằng pin vô nách vậy đúng không? Cặp đằng pin vô nách. Rồi dơ lên rớt đằng pin, bể đằng pin không thấy đường sao? Nè vậy nè, xong rớt. Bà vậy thử dơ cao chém vô. Không. Cái im luôn rồi. Vậy nè thôi. Cái búa nó dài mà. Dạ. Bắt đầu thích mà đưa vô rồi quất ngay đây cho nó sụm luôn. Đâu đằng sau bà vậy cái diễn tả đi. Trời, tao nói tao kiếm cái gì coi nha. Cái đằng pin á. Ba bên đặt đây. Rồi. Đặt đây cái bắt đầu mình làm gì nè, mình khép vô. Mình để tay vô thì thôi đúng không? Khép vô nè, mà chừng đứng vô mấy cửa hoài chừng nào mà cái lú đầu tới mình nó nhắc mình đâu quất. Quất cho nó vô đây cho nó bỏ tật. Vậy là mình chỉ mổ một tay thôi. Mổ hai tay luôn nè, con nãy nè, để đứt cái nè. Là vẫn kịp cứ ngắt cái bình pin nha. Cứ kẹp là cứ ngắt nè, con mổ con cầm với cái đai cái cây a đít. Còn cái đầu mình làm gì nè? Mổ. Mà sao nó đi luôn? Đi luôn. Chắc nó biết bà. Được thuốc chẳng. Biết rồi nó à. Chắc nó biết không? Không biết nữa. Chắc nó biết nó mới đi luôn chứ. Tới vậy chơi một cái. Tao mổ. Mình kẹp cứng luôn nha. Chứ gì mình dưới này mình cầm cho cái cây, cái đít búa gì vậy nè. Còn dạ. Này mình cầm trên. Dạ. Bắt đầu thấy nó còn dồm gì ngoài ngang. Nói mày tới là tao cho mày vô đây. Dạ. Bởi mấy đứa nó tôi sợ bà luôn rồi. Ma quỷ bà không sợ chân rồi bà sợ gì đến giờ đây. Tôi sợ bà luôn rồi, bà không sợ cái gì đâu, tôi không có sợ, tôi không sợ cái gì hết trơn luôn. Trời ơi. Tôi cho đi 3-4 người tôi chưa sợ nữa. Ghê trời. Sợ đâu. Vậy bà Út đó mới nói tôi sợ bà bảy ô, tôi sợ bà rồi, hỏi cái gì, tôi lại bà luôn, ma quỷ gì bà cũng sợ ở mình nên, nó không có sợ đâu. Nãy giờ bé Thiên ngủ lâu chưa bảy? Ngủ lâu rồi, kêu không? Như là thức hay sao á, nãy mấy mình thức hay sao á. Thiên ơi. Sáng gì con? Chắc gì thức nãy giờ rồi. Này chú mấy chú nói chuyện mấy xíu chú rồi. Vô thăm hỏi thăm con gì kìa. Trời ơi. Bữa nay con có đi học không? Chú giờ chú ạ. Nay chú nhật mà. Chú giờ chú nói chú cho đàng hoàng. Nói ngày mấy chú nói chuyện đàng hoàng. Thức nãy giờ đúng không? Dạ lớn lên. Thức nãy giờ đúng không Thiên? Này. Giờ thức nãy giờ. Dạ. Rồi bữa giờ con có gặp hiện tượng lạ gì nữa không Thiên? Có nữa hả? Không, nói gì mấy chú nghe được rồi. Bây giờ con gặp sao? Con đi chơi cầu cơ đấy. Cầu cơ nữa? Là bữa nay nói thiệt rồi ha. Bữa nay nói thiệt. Chắc rồi. Hồi nãy nghe mấy anh em mình hỏi rồi bà Bảy nói hết trơn rồi, giờ đâu giấu nữa. Sao hôm qua gặp gì? Dạ con đi chung với mấy bạn luôn á. Mấy thằng luôn? Rồi mấy bạn luôn. Rồi mấy thằng? Tất cả lúc mà đi chơi cầu cơ là mấy thằng? Bốn thằng. Rồi nó nhập vô mấy thằng? Một. Hồi nãy ngoại nói con bị cắn có không? Có. Đầu dấu cắn còn không con? Nó lạnh rồi. Lạnh rồi. Rồi sao hôm bữa nói với chú là cầu cơ của mình vậy? Kể cho nó lâu rồi. Là con có cầu cơ của mình thiệt đúng không? Đúng lớp lên. Rồi sau mà lúc đó kể với bà nghe sao nói có đi có hai người vậy sao bây giờ là bốn người lận? Lúc đó mấy thằng nói chưa hay. Lúc đó là có hai thằng biết thôi đúng không? Hai thằng biết thôi nên năm ra là chưa có thêm hai thằng nữa. Dạ. Lúc mà cái hai kia biết là đi theo. Dạ, nó theo. Rồi lúc mà cậu ví dụ đi, hôm qua con lên khi mà con cầu cơ á, cái người bị nhập á là ba đứa còn lại sao chạy hay sao? Dạ chạy. Chạy bỏ không bị nhập lại luôn? Dạ. Chạy bỏ không bị nhập lại hay sao? Nó bị nhập. Nó dí con. Là dí. Dạ. Sao dí của mình con vậy? Không biết nữa. Trong ba thằng mỗi thằng chạy tán lại. Con về chậm á. Mỗi thằng chuyện hướng con về chậm. Con bị dí theo. Cho cô hỏi này, hôm qua con cầu gì thì ai lên? Dạ các bạn nói tiếp. Là con cố tình con cầu bạn nó lên hay là con cầu muốn ai lên? Dạ con cố tình. Đó. Cố tình đó cầu cho bạn gái lên đúng không? Dạ. Cái bạn nữ lên. Ghê tời. Cố tình kiếm cái bạn đó đúng không? Dạ. Là bữa giờ không gặp hay sao mà kiếm cái bạn đó? Bạn con nó kêu cậu nó lên thử. Là cậu bé lên thử đúng không? Dạ. Là bữa giờ con không gặp hay sao mà phải cầu lên vậy?
Nói thiệt đi, bữa mà giờ không gặp. Con kêu cậu á. Ý là bữa giờ con không gặp cái cô bé đó hay sao? Dạ. Không đúng không? Thì con cũng muốn chứ có gì nữa đâu mà nói. Con muốn không? Muốn gặp bạn đúng không? Ừ. Không mà không sao qua cầu bạn lên. Thằng bạn con kêu cầu lên á. Ờ, giấu nữa. À, qua bé nó lên này nó có khóc không con? Hay là nó vui? Với chị em vòng đó thì tình. Không, lúc mới lên kìa. Ừ, đúng rồi, lúc mới lên sao? Lúc mới lên là nó giỡn với ba thằng mới á. Nó giỡn với ba thằng mới luôn. Trời, bé này nó lý lắc dữ rồi nha. Rồi giỡn xong rồi dí. Rồi sao dí? Tụi con làm gì nó mà nó dí? Nhờ bạn chọc. Chọc cái gì? Sao nó lấy rồi nó đốt cái gì á? Trời ơi, trời. Đốt cái gì vậy? Rồi hôm bữa nói là cái bàn cầu cơ bị đốt rồi mà sao giờ vẫn còn bàn cầu cơ vậy? Ừ? Dạ. Hôm bữa con nói cái bàn cầu cơ bị mẹ con đốt mà sao giờ vẫn còn bàn cầu cơ? Là con giấu. Giấu đúng không? Này, nói thật, bây giờ nói thiệt với chú nè. Cái vụ bàn cầu cơ đó mẹ con có biết không? Dạ không. Là sau cái đợt mà cô chú lại là mẹ con mới biết cái vụ đó đúng không? Dạ. Nhưng mà thật sự là con chưa có đốt. Mà con đem đi con giấu, đến hôm qua là mới chơi tiếp. Dạ. Nói cả nhà, thì những thắc mắc mà cả nhà có hỏi là bé có giấu nhiều thứ quá thì hôm nay qua lời của bà Bảy nè là một. Với lại bé Thiên thừa nhận những cái việc đó. Bây giờ càng ngày chúng ta càng biết sâu hơn, biết rõ hơn về cái sự việc của bé Thiên rồi cả nhà. Rồi chơi tính thời điểm bây giờ chơi mấy lần? Chơi gần mấy tháng rồi. Mấy tháng luôn hả? Dạ. Cái lúc mà con chơi á là con đi buổi tối hay buổi sáng? Buổi chiều con đi. Buổi chiều đi. Từ lúc bắt đầu cầu cơ là mấy giờ biết không? 7 6 giờ. 6 giờ. Con chơi tới 8 giờ về. Tầm. Vậy là lẻn lẻn đi chơi buổi chiều. Ừ. Lẻn đi chơi buổi chiều chứ đi giờ khuya quá thì đi không được. Giờ đó là ít có ai phát hiện ha, người lớn ít có quan tâm á, đang lưu thu. Đi kiếm hoài luôn ha bà Bảy. Kiếm hoài. Trời ơi. Tại vì bà Bảy có nói là buổi chiều đâu có cho con nít ra đường. Ừ. Nên năm ra là đi kiếm rồi đúng rồi. Bữa bị giấu lần vẫn không sợ, hôm qua vẫn đi chơi cầu cơ nữa luôn cả nha. Không sợ hả? Mà bữa đó con chơi gần chỗ cái cây trồng không? Em gần. Gần. Thì là chỗ đó chỗ quen thuộc rồi đó. Thôi con dắt cái cô chú ra ngoài đi. Mày sẵn cô chú mình hỏi mất công bà Bảy La, bà Bảy La bé nữa. À. Thì con sẵn con dắt bé Thiên đi ra ngoài xíu với bà Bảy. Dạ. Có hoạt động cứ hai cái bắp rồi. Cái gì? Cái bắp con quất hoài bà Bảy. Quất hoài vậy này. Bà Bảy bị liệu cả nhà. Bà Bảy bị liệu cả nhà. Liệu nặng không cả nhà? Chứ bạc gớt rồi bà Bảy hết cái lớp gớt. Đâu đi ơi chị chú ơi, nãy giờ thức rồi đúng không? Nãy giờ nghe rồi, hết chém dấu rồi. À. Hình như là lúc nãy ngủ mà ngủ kiểu như không, lúc lại là lên thức rồi. Đúng rồi, giả bộ nằm ngủ tiếp. À, ngủ tiếp. Lúc mà em quay, lúc mà mới đầu vô em quay đó tầm được 5 phút là thấy chân rồi bắt đầu giúp nhích rồi. Trời ơi cả nhà. Giờ con dẫn chú đi đâu vậy? Lấy chỗ cái cầu. Ở chỗ hai cái cổng hả? Là nãy em kêu bé là dắt ra cái chỗ mà cầu cơ á, thường xuyên để cầu cơ á. Rồi. Không biết nữa, chắc mới ngủ dậy á chị. Ở đây nè cả nhà. Cả nhà nhớ video trước thì mấy cái cây này là bé từng nhờ dắt mấy anh em ra đây rồi. À dạ. Khúc này đi em vẫn thấy trơn nha anh Tài. Trơn quá trời trơn luôn á. Đâu chỗ con chơi là chỗ nào hả? Đây gì vậy? Anh tính nói gì? Tưởng là bé dẫn là chỗ cũ à? Ừ. Ê, có mì gói gì kìa? Chơi nước mà kìa. Rõ ràng chỗ này nè, chứ đâu. Đâu, ở đâu, chơi ở đâu? À. Cái mì gói đó là qua chơi đúng không? Dạ. Cái bịch mì mới nè. Đây cả nhà. Chứ ai mà ra đi ăn mì gói ở ngoài này? Cái tụi nhỏ mới ra ngoài này vậy thôi chứ. Rồi các bạn còn cơ giấu ở đâu? Trời đưa bạn cũng giữ rồi. Thì chúng ta cũng biết đó chứ, nếu để đây thì người nhà biết sao? Đưa bạn giữ nè.
Chắc không? Bữa giấu mấy chú nhiều lắm nha, chú bắt đầu không có tin rồi đó. Giờ, lúc mà cầu cơ là con cầu cái gì, sao con cầu lại chú nghe thử coi. Con có gành mấy cái đó mà anh chị á. Ai chị? Bạn con. Bạn con ấy sao? Nói là nó cúng mấy cái bánh với lại hai cái kẹo. Ở đây có con dao nè cả nhà. Cái gì có dao luôn à? Đó kìa anh, bên tay phải kìa. Đây nè. Một chút. Dao nè. Ai bỏ sót ở đây trời. Đó. Vậy là chắc anh nghĩ là bé, một bé nữa biết bài đầu cơ. Là cái bé đó là chuyên gia là bé mà đi đầu á. Là bữa con kêu con chơi một mình mà sao con không nói con không biết được. Giờ nó chuyển lâu rồi, nó nói là chơi với ai rồi con. Rồi con chạy đi. Ok, con nổi cái này bé không nói được nữa. Vậy là bàn cầu cơ vẫn còn. Dạ con. Rồi bàn cầu cơ đâu ra? Dạ con mua. Mua chỗ nào vậy? Mấy con chị chú mua rồi. Mua Hợp Quế. Trên Lạc Quế. Mua trên Lạc Quế. Ai bán mấy cái đó ghê trời, bán cho con nít nữa. Cái chỗ người ta bán hộ vậy. Bán gì? Người ta bán gì con? Bán hòm. Gì chỗ bán hòm có bán đó sao? Có. Có luôn hả? Ừ. Chỗ bán hòm bán cái đó kỳ vậy ta? Nhà bán hòm cũng mãi thêm bài cầu cơ. Chỗ đó mình cũng không biết tại vì mình không có chuyên nghề, chuyên về. Mình chưa thấy, anh cũng chưa thấy cái hình dáng của cái bài cầu cơ như thế nào nữa. Không, thực sự là trên mạng, tại vì có một số khán giả nói gì mới là bàn cầu cơ có 12 chữ thôi. 12 chữ hả? Dạ. Là có người nói 12 chữ, tại vì cái bàn cầu cơ mà mọi người thấy trên TV hay là thấy trên những thước phim đó cả nhà, là cái bàn cầu cơ đó là như bàn cầu cơ bên nước ngoài, nước họ. Bàn cầu cơ Việt Nam mình thì thật sự cũng không có biết cả nhà. Mà thường em có biết là bàn cầu cơ thường chơi được mấy người không? Nhiều lắm anh. Nhiều người hả? Và không nên chơi một mình. Nhập là không ai cứu không? Đúng rồi, tại vì có một cái trường hợp ở Việt Nam mình đó, là mấy bạn trẻ như là cái đợt đó mình xem lâu, em không có biết là cái video có thiệt hay không nha, tại quay bằng cái điện thoại là chưa không biết cái chỉnh sửa hay không, tại mấy anh em mình làm trong cái này thì cũng có cái video, khi video bị dập hay gì đó mình cũng có cắt ra đó nên không biết cái video có chỉnh sửa hay không, nhưng mà đợt đó như là em nghe là có cái mạng xảy ra nữa. Là có cái cầu cơ. Đúng rồi, cầu cơ là thấy quỷ, có quỷ luôn á. Ghê trời. Là cái đó là con trai hay gái? Là chơi nguyên một bên luôn, một nhóm luôn. Dạ. Xong rồi nhóm gặp nạn, xong rồi có mấy người bị ấy nữa, là có em thấy có cái bóng đen bự nữa. Con có biết cái việc cầu cơ này nguy hiểm không Thiên? Dạ cũng nguy hiểm. À cũng hơi thôi chứ không? Dạ. Con chưa gặp những cái vấn đề gì nó quá nghiêm trọng, nên ra con không có biết cái việc cầu cơ này rất là nguy hiểm. Dạ. Và đặc biệt hơn nữa là ở lần trước á, con có kể cho cô chú nghe là con từng bị giấu nè. Là con cũng có gặp cái người bạn mà tóc ngắn của con á, con nói đó, gặp thường xuyên nữa. Nên cái việc mà con cầu cơ về sự rất 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 là nguy hiểm, đúng không anh? Ừ. Có một lần chơi cầu cơ, có trúng con quỷ. Trúng quỷ luôn hả? Dạ. Chuyện ơi. Là cầu đâu? Cầu đây luôn hả? Dạ, cầu ngay chỗ đây. Rồi lúc đó con quỷ nó lên sao con kể lại cho cô chú nghe coi. Nó có sừng luôn. Có sừng luôn. Là nó không phải là nhập người vô người. Dạ. Mà là lên cho tụi con thấy luôn hả? Cho con thấy luôn. Lúc đó con đi mùa hình là có bạn con không? Có, bốn đứa. Bốn đứa, mấy đứa kia có thấy không? Dạ không. Có vẻ như là cái này là Vũ không có dám nói chắc chắn cả nhà. Tại cái này, phần này thì Vũ cũng không biết. Nhưng mà theo như ông bà xưa là mọi người hay truyền miệng nhau á, là cái trường hợp của bé là bị yếu bóng vía. Ừ. Đúng không anh? Yếu bóng vía. Yếu bóng vía, người ta hay gọi là yếu bóng vía. Nhẹ bóng vía. Nhẹ bóng vía. Tiếp tục về rất nguy hiểm đó con. Mà mới hôm qua mới chơi nữa chứ trời ơi trời. Bánh trái nhập rồi. Con thấy quỷ gì là con có thấy được rõ mặt nó không? Rõ. Nó màu đen. Khuôn mặt nó màu đen. Dạ. Con mắt màu đỏ. Ê chàng ơi. Trời ơi trời. Con mắt màu đỏ luôn hả? Dạ. Rồi con thấy lúc nãy là bé có nói là thấy cái cặp sừng, đúng không? Đúng rồi. Cặp sừng. Để nói thấy rõ cặp sừng. Cái mặt màu đen, mắt màu đỏ. Nó cao bao nhiêu con? Nó cũng hơi cao. Hơi nó... cao à? Cái mình nó ốm. Cao ốm. Cao ốm. Chắc quỷ đói vậy em ơi. Em cũng không biết, tại vì mình chưa có gặp gì đó bây giờ.
sao giờ chưa có thấy những cái trường hợp này đó nha. Giờ kêu em ra chỗ này, những cái nơi mà em, thí dụ em là bé Thiên đi, em từng gặp ma, là từng bị giấu nữa, kêu em ra em chơi cầu cơm cũng không dám nữa. Mà bé lại không những là đi một mình mà còn có thêm những người bạn của bé đi nữa. Mà có vẻ như là mấy người kia là không có thấy được. Là còn chơi ở đâu nữa không, ngoài chỗ này ra? Còn. Còn chơi ở đâu? Chơi trong nhà nữa. Trong nhà, nhà hai cái này đúng không? Dạ. Đây nè. Nhà bố quen mà. Đi vô nào con? Con biết đường đi vô không? Bên kia. Bên kia. Là nãy bà Bảy có nói đó cả nhà. Bên đây vô rồi, đi vô. Ôi sao cái đường thôi con, cái đường này nhìn ở dưới này nó ghê quá. Ở đây cố gắng nè. Nhìn rắn rít nó tụ tập đây thôi. Đâu còn đường nào khác không con? Chơi đường trên rồi. Đi đi, con dắt cái cô chú đi coi. Chị thấy có khi nào mà nó chơi giết nó bị nghiện không trời? Nó thành thói quen. Chắc vậy quá, thành nó quen luôn rồi. Rủ nó đi nó không sợ, nó còn đòi đi nữa kìa. Nãy bà Bảy là có kêu là bé còn chơi ở đây nữa. Trong cái khu nhà bỏ hoang này nè cả nhà. Có hai căn nhà bỏ hoang ở đây nè. Cái nhà mà bữa thắc mắc luôn anh. Lúc em với anh nói chuyện với nhau là có thắc mắc về ngôi nhà này. Cái ống khói. Đúng rồi, cái ống khói ở đây nè cả nhà. Là mấy anh em khi tắt video á là có nói chuyện về ngôi nhà. Cái nhà này bỏ hoang lâu chưa con? Giờ cũng 2-3 năm. 2-3 năm. Con biết tại sao ngôi nhà này bị bỏ hoang không? Được không? Không mà. Đâu, con chơi ở đâu? Chơi trong này. Trong này luôn hả? Trong chuồng heo. Từ con đứng ngoài này đi. Rồi. Để mấy em mình vô đi. Con đứng ngoài này đi. Chuồng heo bị sập em ơi. Sập hả? Đúng rồi. Không biết nữa. Không, như người ta. Ồ cái này là cái. Ồ cái này giống cái chuồng gì hết ta? Cái lò rượu. À cái lò rượu hả? Ồ cái chỗ nó mục hết rồi nè cả nhà, chứng tỏ là ở đây là bị bỏ hoang cũng lâu rồi. Cái đó gì anh? Cái đó là gì anh? Làm gì cả? Mở thứ đi. Mở thứ đại chứ mở không? Ôi dạ. Ghê chứ ta. Nhìn nó cái hình dáng nó giống hả? Ờ. Cái gì á? Nhìn liền. Cái gì? Sao? Cái này hình như là không phải. À trong có bao. Trời ơi. Bao trong bao. Hết hồn luôn cả nhà. Không mà nhìn cái này. Nhìn ghê thiệt ha. Ờ. Nhìn cũng giống cả nhà. Nếu cả nhà cho Vũ với mấy anh em một bình luận, nếu như cả nhà nhìn cái này nó giống cái gì, giống như anh em nghĩ hay không nha cả nhà. Con chơi ở đâu con? Đây chú. Đâu? Đâu? Con chỉ cô chú coi. Rồi đây nè. Ngồi ở đây luôn hả? Dạ. Ờ, con đi lên đi. Con thì vô mấy chỗ như thế này đi. Để cô chú đi thôi được rồi. Ở đây luôn hả? Dạ. Đây cũng lò mà. Núp hết trơn đó nha. Còn có cái nón gì nữa kìa. Vũ hiểm. Cái bồn rượu à? Ừ, cái bồn rượu. Có vợ đi vô trong này chưa Thiên? Dạ. Chơi có 2-3 lần. 2-3 lần rồi. Trong còn cái gì nữa cả nhà? Mà bị khóa hết trơn rồi. Bên này có hai cái lu vậy nha. Nãy lu 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 rượu không? Cái lu chắc là rượu á. Cái bật đèn có còn rượu lấy rượu gì uống. Đèn gì? Không thấy gì hết luôn. Lấy rượu gì uống cả nhà. Để... Hết rồi. Khô rồi. Khô bên này sao ta? Đã qua mấy năm rồi. Bên này cũng khô rồi đó nha. Vô khóa cửa mà. Để thử lỡ khi cửa nó sập xuống mình đi vô. Không được đâu. Chứ mình xem, nếu chứ mình xem như mấy khe thôi chứ đâu có vô kia đó được. Khóa là chưa. Trong là khóa chưa cả nhà. Trong có gì mình? Không. Ồ, y như là cái bên này là dạng hết cái gì đó nè. Cái gì? Thùng quá trời bên này là hết em. Ồ, bên này có để quần áo mà. Còn quần áo luôn hả? Quần áo luôn, trong tủ. Tủ phía trong này còn quần áo anh. Mình không có chen cái máy vô được các bạn. Cái đường này ghê quá cả nhà.
Bên này có đường đi nè. Cái này là đi ra chuồng heo gì đó. Ừ. Cái chuồng heo nè. Có đường đi xuống dốc bên cái phòng này. Có đường đi luôn hả? Có mà mình nên đi không ta? Mình sợ rắn quá à. Ở đây âm u quá. Không mà cái khúc này sợ nè. Bé Thiên kêu là đi vô bên này được nha. Đi được một đó qua đây nè. Mình sợ rắn nha. Sợ rắn. Đây là hai cây còng, nơi mà bé Thiên thường ngày đã chơi cầu cơ. Giấu quá trời giấu cái nhà, bây giờ mới biết được. Trong này vô tiếp không được, đi dưới cũng không có an toàn, mình không có luồn ăn sâu được. Nè, đồ đạc phải nguyên rồi em. Ờ, nãy giờ giờ mới thấy cái thùng này, thùng thì có gì đây nha. Đa số mấy cái thùng này là khô hết rồi đúng không? Khô hết rồi. Khô hết trơn rồi. Này là cái ống khói nè. Rồi Thiên, chú hỏi nè. Ở đây con có biết là ở đây có cái gì trong này nữa không? Trong cái nhà này, nhà là có cái gì? Có mà ông già chứ. Ông già ông chết ở đây à? Dạ. Ông già ông chết ở đây. Dạ. Rồi mình ở đây bị bỏ hoang. Dạ. Rồi tụi con vô đây cầu cơ. Dạ. Gán vô trong thiệt tình cái nhà. Hôm bữa con vô cầu cơ á, với bạn con á, bạn con xây lên xây dưới á. Bạn con nhìn á, thấy cái ổng có bước cái chân ra. Bước ở đâu? Chân ở đâu? Trên đó, trong đó đó. Trời ơi, cái đây hả? Bước trong cái cửa khóa đó hả? Dạ. Bước cái chân ra ngoài. Ra ngoài. Rồi xong rồi cái xong rồi con thấy xong rồi con định chạy á, mới chạy mà mấy bạn con nói là nhát. Con có nghĩa là con chạy là bạn con nói con nhát. Dạ. Số cái này gan của ta ốm lắm mà. Dạ. Đúng rồi, người chết thì đâu có được ăn đúng không con. Ừ. Cái nhà có khi nào chủ chết ông đuổi con ra. Ông đuổi con ra hả? Dạ. Ông nói là cho tụi bay đưa nhà tao. Là bạn con có nghe không? Dạ nghe hết trơn. Là bạn con cũng nghe luôn, là nghe ông đuổi. Dạ. Lúc đó bạn con còn nói con cái con nhát nữa không? Dạ không. Là bạn con cũng chạy ra ngoài chung với con luôn? Chạy ra ngoài chung luôn. Trời ơi. Rồi đứa cao nhất trong đám tụi con là cao cỡ đâu? Cao cỡ nào? Cũng bằng con. À bằng là giống như là con là cao nhất đúng không? Tính đi con đi, tính con là cao nhất. Dạ hai thằng cao bằng. Ờ, à, rồi cái lùn nhất là cỡ nào đâu không chị ơi? Tại tại chút xíu rồi cả nhà, đâu chỉ lại cho chú coi. Dạ cỡ bạn con á. Ừ. Hai thằng kia bự thằng lớp 7 á, nó bằng con. À hai thằng bằng con, cái thằng lớp 4 á, nó bự, nó nhỏ tới đây. À con lớp 4 nữa. Ừ, lớp 4 chút xíu cả nhà. Thằng lớp 6 á, nó thì nó bự gần đây lùn lùn không à, chú không à. Tướng vậy nè cả nhà đó. Con gan dữ quá trời, gan quá gì gan à. Mà ông bà nói câu đúng á, nhất quỷ gì na thứ ba là học trò, quá trời quậy luôn. Đang tuổi học trò mà. Ừ. Nó gan dữ, nó gan không mình hồi xưa nữa. Tại mình hồi xưa gì, bây giờ mình đi mình kêu mình làm mấy cái đó mình cũng không dám nữa. Nó chơi buổi tối không chị? Chơi với nó rừng cây với cái nhà quan được chứ. Ừ. Ở đây tối là đâu có đèn đâu ha, mấy con đốt đèn cày chơi hay gì? Đốt đèn cày. Ở đây bị cúp cầu dao. Rồi sao hỏi sao mày hỏi là không có trả lời? Cái gì vậy? Thấy gì vậy? Ôi, tự nhiên nhìn vô nhà dưới góc trời. Con bé nó kêu thấy gì giống kìa? Nó nhìn vô nhà dưới góc luôn á. Con bé kêu mới thấy gì trong này nè. Thấy gì con? Không biết nữa, hai ai nhìn con á. Ở đâu? Đứng ở đâu? Trong đó đó. Không, cô thấy ai phất phất ở trỏng á, cô mới quay lại cô dòm. Có người không? Ừ, giống như thấy ai đứng nhìn xong rồi lúc vô á. Tôi mới nhìn vô nhà dưới góc luôn á, lạnh người luôn á. Chỗ này nè. Đó bàn thờ không? Không biết nữa. Ê, cái đó bàn thờ quá. Mới nhìn vô lạnh người đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chỗ này bàn thờ nè. Đang tính hỏi nhỏ luôn cả nhà. Giống như ai dòm ra coi là mấy mình làm gì qua đây chứ. Thằng bé cũng thấy luôn cả nhà. 4-5 đứa đều quay đây nhìn một lần một mà. Tôi muốn nói là sao tôi lạnh người vậy? Em không thấy. Nó kỳ vậy, sao không thấy chưa vậy? Thấy nứt tôm ra đây nè. Qua trong nhà không vậy? Phục vô trong, ra đây cái phục vô trong. Vậy đó. Cửa cho nó mở được không con? Dạ.
Cái cửa nó mở được không? Bị khóa rồi chú ơi. Bị khóa à? Cái cửa đó là cửa chính, còn đây là cái cửa hông. Và bên cái cửa hông đó thì đi lò ra cái nhà bên hông này là giống như một cái kho, cái lò vậy đó. Ôi, mà nãy con có thấy gì không mà con dòm hả? Hả? Nãy con có thấy gì không mà con dòm dòm? Nãy con thấy gì không? Thấy luôn. Con thấy gì? Cái đầu của ông lão không có gầu. Trời ơi, trời. Cái gì nhà sao? Để cái lưới vậy. Có cách nào mà leo lên đó không ta? Cái nào leo nó gần cái miếng lưới không ta? Thôi mình đi ra phía trước này được không? Đi ra cái chỗ cái cửa phòng mà nó nói là ổng cột cái giò xuống á. Được mà, đi. Được được, được. Cái cửa đó được chị. Mà đi vô không được. Lúc đó thì đi mình đi. Thôi. Ai mới nhìn trong này nè, sao không vô? Chung đi. Lúc đó mở cửa rồi. Hả? Ai đi chung vô bên ngoài đó, đi với chị đi chứ đi. 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 Ôi. Từ từ. Trời cái gì vậy? Anh biết rồi. Cái gì vậy? Không biết nữa. Cái gì á? Mẹ con thấy gì trong đó không? Không nữa. Con thấy con nè, con thấy tiếng trời nè. Con không thấy hả? Không. Tiếng đi tiếng trời đá đúng không? Trời mấy tô đúng không? Dạ. Con đi có cái trái gì bự lắm. Ê, có ai mà kêu ta? Có ai tháo mình ta? Không có ai đâu. Chị Ngân kia có trái nè, đúng rồi, cái trái đây quá trời trái luôn chị. Trái gì? Chị Ngân. Quá trời trái luôn, nguyên cây bự dừa báo luôn, quá trời trái luôn. Trái mây không à, quá trời mây luôn. Trái chè. Ủa chứ nó đâu có trái gì đâu gớt. Ừ. Có gì đâu. Thì mới có trái đó là nó gớt chứ. Cái cổng nó nằm phía ngoài mà, cái cổng đâu nằm trên. Không, nằm trên mái tôn. Có trái đá đó. Anh hay là ổng đi đó cho đi vô cổng. Đi vô lại coi. Đi trước anh ta. Anh đi trước anh ta. Anh đi trước à? Anh đi trước đi. Em có gì vậy? Em chạy lẹ em chị. Em chạy lẹ em chứ em dài nữa em chạy ra cho nó kịp. Chứ lát nữa em mà chạy nhanh quá em chen thì. Gì con? Nãy con bước qua cửa. Thôi nói chung là con gì cái gì? Con bước qua cửa sữa hồi nãy. Con bước qua cửa sữa. Cái lộn cửa đó. Con thấy không? Thấy gì nữa? Đứng đây nè. Đứng trong cửa luôn hả? Hồi nãy nó chùm chùm. Nãy giờ nãy giờ luôn á. Ngày mà ông nhát sao con? Thôi Thiên đứng ở ngoài, Thiên đứng đi sau mấy chú đi. Con để chú Tài đi trước, chú Tài. Cái con à, còn con sợ rồi đó, vậy em vô hả? Vô rồi, cái gì mình phải đốt cha cho khép rồi chứ chưa đi chơi, mình vô nhà sao, thử gì? Mình đâu có mạo phạm cái gì đâu. Không mạo phạm ở nhà sao, mình không khép. Ừ. Con đứng chỗ này với lại con Ngân nha. Để chú với lại chú Tài đi vô trong này. Mình phòng được cả nhà. Mình chạy lại cửa đó. Dạ. Đi tới cửa đi. Sao mà. Trời ơi, ngang máy chạy rớt. Trời ơi, rớt cái khăn luôn nè. Chị rớt cái khăn trong này luôn nè chị. Chị không thấy thiếu hả? Ờ. Trời ơi. Chị không hay luôn á trời. Nếu mà không chơi vô là không thấy được cái khăn. Ủa nãy đây có cục đá không anh? Cái bàn nãy có cục đá không vậy? Có đúng không? Ờ, nãy không có đi. Cục đá này. Mày có ở đây đúng không? Cái bà nội cái gì đó. Ban ngày mà ý là biết sao mấy đứa này nó đi vô nhà ta. Lý quay giống ban ngày ban đêm gì chăng nữa nó cũng phải thắp nhang xin phép à? Hoặc là nó đứng nó giái nó xin phải không? Ờ, ông chủ đất bà chủ nhà ơi cho con đi vô nhà con ghi hình quay phim hay là con mạo phạm gì đó thì ông bà cho phép. Còn đây là không có một lời hỏi tí nào chứ. Rồi đi vô rồi sợ mình biết tụi mình cũng. Ê! Thôi, đi. Trời ơi, cái vậy? Trời, chạy. Cái điện thoại. Trời ơi ta. Quăng cái điện thoại luôn. Quăng điện thoại. Cái gì? Em quăng cái điện thoại cho nó. Quăng cái điện thoại hả? Ừ. Em đang đút vô cái cửa nè, cái tuột cái tay ra. Rồi thôi, rồi không rớt điện thoại chồng. Nãy mới rớt, chạy vô lấy rồi, chạy vô lấy. Trời. Mới chọi mới có đụng. Ở ngoài này có nghe không? Có ai nghe gì không? Không. Cái gì chạy ra tôi chạy theo.
Tôi đang nói là mấy đứa này đi vô mua xin gì không có hỏi ý kiến người ta. Đây nào cũng khăn tôi làm góp rồi, cảm ơn nha. Trời ơi. Không đi vô lần nữa. Cứ tính đi vô lần cánh cửa. Hồi nãy lúc đầu mình đi vô cái cửa đâu bị sao đâu đúng không anh? Đây cả nhà. Cái chỗ phát ra là cái bàn thờ nè. Cái bàn thờ nhìn thẳng cái bàn thờ luôn á, mà như là cái bàn thờ đó là hai cái hình đó là toàn là ông không thôi chứ không có bà nào ngồi hết trơn á. Hai ông không rồi chứ không có bà. Chúng ta đi quá em. Ôi đừng vô nữa. Có mày nhen không? Đâu có nhen ở đây đâu. Bây giờ mình lúc đầu bình thường mà, lúc đầu đi vô trong còn quay bình thường mà sao kỳ vậy, càng ngày càng kỳ vậy. Mà hồi nãy lúc mà đợt sau gì Ngân không nghe gì kìa. Ừ, có hai anh em mình nghe. Ờ, hình như nhỏ cũng nghe á. Nghe không? Nó nghe sao á. Mà bà Ngân cũng không có nghe. Ừ. Bà đứng nghe ngoài này luôn mà sao bà không nghe được. Nhưng hồi nãy gì Ngân kêu là ở trên là có trái gì đụng xuống là em không đồng ý đó. Trên đó làm gì có trái cây nào. Giờ sao ta? Thôi chắc đi ra ngoài anh ơi. Đi ngoài đi. Thôi trời nó ớn quá. Ok, ok nha. Chắc mấy anh em kết thúc video tại đây nha. Ok. Cái việc của bé Thiên thì 2-3 bữa nữa đó, cái giờ cũng thấy rồi đó, là mẹ của bé làm thầy. Nên ra là sẽ giải quyết cái việc này khi mà chị về. Ừ. Nên cả nhà mình cứ yên tâm về bé nha. Và tới đây thì video của mấy anh em cũng đã dài rồi. Mấy anh em xin được phép khép lại video tại đây. Nếu như cả nhà mình thấy hay cho Vũ xin một like, một share, một subscribe để cho anh em có thêm động lực để mà tiếp tục làm ra những video cho cả nhà mình xem. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo ạ. Xin chào cả nhà.